Bác Hà ơi, cái cây xoan này thì bao nhiêu tiền đấy? Xoan bổng trương. Hả? Xoan bổng trương. À, xoan bổng trương à? Lại cứ tưởng của ông Hà. Để đây gửi ông Hà bán hộ à? Cái này mà xoan đào thì được. Dâu ra xoan đấy. Xoan đưa mấy nhỉ? Là trừ cứt mày là xoan. Xoan ăn ra nhà ấy. Biết rồi. Xoan này cổ cửa gỗ thì đỏ lắm. Cái xoan này hiểm lắm. Cứ được gỗ xoan mà ta. Con ta mà. Tìm được cái xoan này nguy hiểm lắm. Thì chơi. Ô. Hôm trong miền Nam có ông có cái xoan đẹp lắm. Cái xoan ta này này. Thế không biết ông ấy bao tiền. Mấy bao tiền. Không biết còn chưa. Để gửi trăm tìm cái này là nguy hiểm như đúng xoan ta này. Để gửi Bắc Hà. Đây rồi, 85 triệu. Thế cửa. Thật đấy à? Tìm cái xoan như thế này. Xanh xì nhiều. Đấy về là cái xoan này thì nhưng mà lá nó ra thì hơi tối. Nó như phượng. Cái xoan như phượng. Không biết. Con này xoan đào này. Ghép xoan đào ạ, được. Nhưng mà xoan đào có dùng xoan nào mà. Có, xoan đào dâu ra xoan. Xoan đào là dâu ra xoan đấy. Không, xoan đào khác, xoan đào ấy gỗ to. Dâu ra xoan khác, xoan đào là quả nó to chua mà cái này là quả như đào hòn bi. Đúng rồi. Đấy, nhiều loại xoan á. Gỗ đấy tốt. Gỗ xoan đào tốt. Cái này cũng mua cũng dâu bà mọt được. Gỗ xoan này thì đẹp, vân nó đẹp, đỏ. Nhưng cái này thì không xẻ được cửa. Chưa xẻ được cửa. Chân vệ tốt phết nhỉ. Cao độ chân vệ đẹp nhỉ. Cao độ 65 phân. Xoan là xoan. Về được. Nói chung là sưu tầm được cũng hay. Dành cho ông nào thích quay như tủ này là trên mạng của Hà đang bán cái xoan. Thích chơi độc không lạ. Có cái xoan nào gì. Thế ông ấy không dặn bao tiền à? Chả biết. Ông vừa để ông chạy đâu. Trương gì? Trương đây đây. Vừa đây. Ông đang ngồi kìa. Biết rồi. Tí nữa hỏi cho vui. Hay vết cái dạng hay vết. Hỏi cho vui anh em biết. Chứ còn thì mình thì chắc không chơi rồi. Đâu. Hà có mấy cây này à? Hai cây này à? Ừ, hai cây này chứ. Hà thì bán rẻ lắm, chả muốn hỏi. Còn cái xin thì bán. Đâu, để cái túi thế thì bán làm sao được? Bán rồi. À bán rồi. Vạch cái túi thôi. Đẹp đấy, xi cung hồng. Mới bán rồi thôi. Con cây này thì bao nhiêu tiền? Cái này á? 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu dưới. Bảo là ông Hà này bán rẻ lắm, chả muốn hỏi. Vẫn nhỉ, tất cả thành phố. Cái cây xoan lạ. À Vinh nhỉ, này phi lao liếc ghê nhỉ. 1 triệu bán 1 triệu 1 thôi, ăn đấy thôi. Ăn đấy thôi. Uống nước thôi nhỉ. Mua 1 triệu bán 1 triệu 1 thôi. Phi lao nghệ thuật để của ai đây không biết. Cũng của Bác Hà. Đây à. À đây, thì cây này bao nhiêu đây Bác Hùng? Bác Hùng ơi, cây này bao nhiêu? Đây mang có mỗi cái này đi à? Bán hết rồi, cái này là cái thằng tiền với một bóng mai. À, cái này thì bao tiền em? Nhỉ? Bao tiền nhỉ anh em biết? 6 triệu. 6 triệu. Mà tăng nghiệp sở ghê. À vâng. Để còn đi làm. Không có rồi, đuổi việc nơi. Nhiều ông nghĩ mình cứ lang thang này không đi làm ăn gì. Lúc nào quay cũng phải vội để còn đi làm đấy các bạn. Không ai nuôi không bao giờ đâu. Vui thì quay các bác xem này. Chưa ăn uống gì cái món này. Đấy, bách diệp. À, thùng cối chứ nhầm. Lướt lướt kiểu như là bách diệp, thùng cối. Đấy. Úi giời, rừng ruối. Bên đấy nhiều cây chất lượng nhỉ. Bên này là của anh ấy à? Cỏ đấy. Anh Tuấn. Này bao tiền anh? 3 triệu rồi. 3 triệu. Phôi phai có thể cây này mà cốt một cái bút ký thì được đấy. Ở toàn phố thì bây giờ dán dấp của đấy.
Ôi, cây này xanh tốt quá nhỉ, mấy tỉa mà. Lượt bảo 3,5 triệu giờ chả biết vào. Lê Minh Tuấn sộp đấy, sộp nhá, sộp 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 dễ giết chậu. Rồi này gọi là này mang rừng ruối đi à? Rừng ruối à? Đấy là sang xem. À sang đây đi, quay đi anh đang thích rồi đấy. Tí nữa. Chợ được trả lại diện tích bán cây rồi. Trước là bày gỗ kín chỗ này, không ngồi được. Mày chắc chưa ai biết. Lên ít. Thì để sang này sang cây bưởi. Cái xoan này bao nhiêu tiền anh Trương? Cái xoan này bao nhiêu tiền? Xoan để bán mấy được 2 triệu. 2 triệu. Lạ độc nhỉ. Độc lạ. Làm ít này về xào tỏi, lá xào tỏi được. Ăn được không? Được. Chất độc của mẹ ăn. Lá độc lắm. Ôi, ăn được ấy. Không, ngày xưa là thấy trâu nó ăn đấy. À. Nó thích lá đắng. Đắng mà. Không độc đâu. Chỉ đắng thôi. Nhấm thử thì đắng vô cùng. 2 triệu. Chân hay xoan chắc là một người vẫn bê được. Ủa, cái chậu này dành rất tín đồ. À, lão ghê nhỉ, này lão này còng hết cả lưng. Gì lão này bao nhiêu tiền đây? 3 triệu. Đấy. Già lắm. Rồi. Càng già càng trắng. Kinh rồi, này bánh mứt kẹo rồi. Bánh mứt kẹo. Em vời nhiều cây ghê đấy nhỉ. Vời nhiều cây kinh đấy. Quá đẹp yeah. Đẹp nhỉ. Gì? Bao tiền? Vàng. Hả? Ừ, có con mẫu đơn nè. Mẫu đơn củ to lắm. Củ to. Đơn ta. Đây, cái lão ấy tín đồ mini chơi hay. Không ngắm gì không? Đi về đảo. Chà đấy đúng. Đấy, bánh mứt kẹo. Ngồi uống từ sáng ở nhà. Uống nước chè ăn bánh. Làm chén đấy. Ngắm cây, là thôi tí. Anh à, lên chỗ đến chưa anh? À, nhưng mà đi đến chỗ nào rồi anh? Chưa đi vẫn đang ngồi uống nước à? À thế à, lúc nào mà cắt sườn nào ấy em phải chạy lên đến tận Văn Miếu với lại Cát Linh em mới có. Đấy. Anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Vâng. À mà thì nếu mà thấy cắt cái gì ấy em phát nhá. Thì toàn PHP cả, chả nhớ cái gì. Vâng. Tại vì là em có tí việc ở Hà Đông ấy, thì nếu mà có cắt sớm thì ấy em phát nhá. Cảm ơn anh nhé. Rồi, yên tâm ngồi đây rồi. Tí nữa mới chạy. À đây, cái sung này bao nhiêu tiền đây anh? Đâu? Chị gái thích sung đâu rồi nhỉ?
hôm trước bảo là đây mang cho cây đây lần trước ấy, xong rồi bảo em mua được rồi anh ơi. À thế à? Mua rồi thì tốt quá rồi. Không, bảo là quay cây này về và xem bà thích thì lại thì cho mang lên cho bà. Rồi. Đấy. Sạch sẽ. Cụ già thôi mà cụ rất sạch. Nuôi cái bé. Đấy. Cụ vẫn còn gậy. Vẫn còn gậy để chống. Gậy kia thì to cả người thì cụ vác sao? Là nhẹ nhõm đi thôi. Lấy cái này thì đó. Khỏe cả người ấy. Đẹp rồi.